Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội, Hoa Kỳ nâng đối tác, Việt Nam, Trung Quốc hạ kết giao. Vâng, thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ thông qua cái việc Trung Quốc liên tục gây áp lực với Việt Nam, không những biên giới phía Bắc mà hiện nay đang rất nhiều những tàu hải cảnh và tàu hải dương số 8 đang thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chính điều đó đã đưa Việt Nam tới về cái sự hợp tác mở rộng đa phương hóa với các nước khác, và trong đó đặt trọng tâm là Mỹ. Và theo kế hoạch, chỉ còn ít tuần nữa là vào tháng 10 thì Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến đi thăm Mỹ vào thời gian tới. Và hình ảnh các bạn có thể thấy được chia sẻ trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, là cái đài tiếng nói của Mỹ đã đưa rất rõ nội dung này, và họ ghi rằng Việt Nam vận động hành lang để ông Trọng thăm Mỹ vào tháng 10. Chuyên gia chính trị Việt Nam Cathay cho biết chính phủ Việt Nam đã vận động hành lang ở Hoa Kỳ để Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có được lời mời thăm Nhà Trắng, và nhiều khả năng chuyến đi Mỹ của nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Nguyễn Phú Trọng đã gặp nhau trong thời gian qua, và hai bên dường như rất tâm đắc. Và ông Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng thống Donald Trump lần tới với hy vọng sẽ được Mỹ nâng quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược. Và điều đó sẽ rất quan trọng đối với Việt Nam. Và đây là hình ảnh bài báo ngay trên đài tiếng nói của Pháp EFI đã đăng tải ngày hôm nay. Và các bạn có thể xem nội dung đối tác chiến lược Mỹ-Việt sẽ có ý nghĩa như thế nào. Trên trang The Diplomat chia sẻ vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 đã nói: trong vài tháng qua, trong số các cam kết cấp cao được lên kế hoạch đã có nhiều thảo luận về khả năng chính thức nâng quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam lên mức đối tác chiến lược trong tương lai. Mặc dù ý tưởng này không phải là mới mẻ gì, nhưng có ý nghĩa của nó rất quan trọng, và cả về quan hệ song phương cũng như về tình hình khu vực và quốc tế. Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đã tiến rất xa so với thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Việc bình thường hóa từng bước quan hệ giữa hai nước đã diễn ra trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và tiếp tục với các chính quyền Dân Chủ và Cộng Hòa sau đó. Nhưng đặc biệt, đáng lưu ý là việc nâng mối quan hệ lên mức hợp tác toàn diện vào năm 2015 dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama. Điều này phản ánh những nỗ lực của Washington trong việc mở rộng mạng lưới liên minh và liên quan hệ với các nước ở châu Á-Thái Bình Dương, cũng như phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong mạng lưới đó. Cùng với các đối tác toàn diện khác như Malaysia, Indonesia, sau này được nâng lên thành đối tác chiến lược, và nó cũng làm nổi rõ những cơ hội và thách thức mà Hà Nội phải cân nhắc khi cam kết với Hoa Kỳ trong hệ thống quan hệ đối tác rộng lớn tới đây. Và rất hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm được điều đó. Và hiện nay trên cái trang báo rất uy tín của quốc tế, The Diplomat đã đăng tải bài này, và các bạn có thể xem những thông tin chi tiết ở ngay trong trang báo này, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link của trang báo để các bạn có thể xem trực tiếp những thông tin và những bình luận của những nhà báo quốc tế về chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra trong thời gian tới. Và chỉ khi đó, khi nâng lên đối tác chiến lược, thì Mỹ mới có thể giúp Việt Nam nhiều hơn về mọi mặt. Tất nhiên Việt Nam cũng phải thỏa mãn và đạt một số điều kiện không dễ dàng gì với thể chế độc đảng và độc tài tại Việt Nam với Mỹ để có được đối tác chiến lược. Chuyến đi Mỹ trước đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015 gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mở ra một cơ hội rất lớn, và hy vọng với chuyến đi lần tới đây của ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ mở ra một cái bước mới trong quan hệ Việt Nam và Mỹ, và đặc biệt trước cái việc hung hăng của Trung Quốc trong thời gian gần đây, họ cương quyết chiếm toàn bộ vùng Biển Đông, cũng như vẽ ra đường lưỡi bò chín đoạn, và họ cho rằng đó là chủ quyền của họ, và với đường chín đoạn là Việt Nam còn gọi là đường lưỡi bò, thì toàn bộ cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam dường như bị mất hết vào Trung Quốc, và với đội tàu rất lớn của Trung Quốc và được đầu tư rất bài bản với tổng số tiền hơn 170 tỷ USD cho quốc phòng vào năm 2019, thì Trung Quốc luôn áp đảo Việt Nam trên mọi mặt trận, từ vùng biển cho đến bên trên bộ. Đương nhiên khi mà Việt Nam càng gần Mỹ và các nước phương Tây hơn thì Trung Quốc lại càng không vui, và họ tìm mọi cách để gây sức ép với Việt Nam. Và cụ thể nhất chúng ta đã thấy hình ảnh trong thời gian vừa qua là những chiếc tàu Hải Dương 8 và tàu hải cảnh Trung Quốc đang thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hơn 2 tháng nay. Và thêm một điều nữa mà Trung Quốc
chỉ muốn hợp tác song phương với Việt Nam trên vùng Biển Đông, cái nơi mà họ cho rằng đó là đường chiến đoạn, và không đồng ý quốc tế hóa và đa phương hóa cái việc này. Và điều này đã được tiết lộ ở bên Philippines. Đó là hình ảnh ông Ngoại trưởng Philippines hôm 11 tháng 9 năm 2019 cho biết Trung Quốc trong quá trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC, tức là trong đó có Việt Nam, muốn hạn chế sự hiện diện của quân đội nước ngoài cũng như việc các công ty ngoại quốc tham gia vào các dự án dầu khí tại Biển Đông. Đấy thì như vậy ông rất nói rất rõ, và chỉ được hợp tác khai thác dầu khí với các công ty Trung Quốc mà thôi. Thì điều đấy các bạn cũng đã biết rằng như vậy là Trung Quốc đã gây sức ép rất nhiều, và phía Việt Nam cũng đã không nói rõ vấn đề này với 90 triệu người dân Việt Nam, và họ vẫn úp mở cho đến nay và tự họ đi thỏa thuận và đàm phán, nhưng dường như những kết quả đó không đem lại điều gì, và bây giờ Trung Quốc đã trắng trợn trở mặt và đưa tàu vào xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Và càng gần tới ngày ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ thì Trung Quốc càng gây sức ép nặng nề hơn với việc đưa đội tàu rất lớn vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và trước đó thì Trung Quốc đã gây sức ép cũng rất nhiều đối với cả các loại hàng xuất nhập khẩu, hàng hóa đã diễn ra trong cái vùng biên giới phía Bắc của Việt Nam, đối với hàng nông sản, thổ sản và thủy sản đã gây sức ép và không cho phép nhập vào Trung Quốc rất nhiều thời điểm, và gây tác hại rất lớn cho người nông dân Việt Nam khi họ bị thiệt hại hàng hóa vì không thể tiêu thụ được và phải đổ bỏ. Và với việc Trung Quốc gần đây nhất đã liên tục gây sức ép, mà chúng ta thấy hình ảnh được chia sẻ là ngày 15 tháng 9 năm 2019 đã được chia sẻ là tàu Hải Dương 8 đang tiến hành khảo sát lần thứ 3, bắt đầu vào ngày 7 tháng 9 cho đến nay. 9 trận khảo sát dài khoảng 180 đến 200 km đã được thực hiện trong khảo sát này. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể xem rất rõ. Và ngay trên trang tweet của ông Phạm Thắng Nam, thì là người chuyên nghiên cứu về Biển Đông, ông cũng rất cập nhật những cái thông tin cần thiết để cho các bạn, đặc biệt là những cái người làm cái công tác khai thác thủy hải sản và đánh bắt trên Biển Đông, cần phải biết cái thông tin này. Vì nếu những cái tàu của Việt Nam đi gần những tàu Hải Dương 8 hoặc cái khu vực họ đang khảo sát ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì sẽ bị đâm chìm và bị khống chế một cách hoàn toàn là dùng vũ lực, và điều đó rất nguy hiểm cho cái tính mạng của ngư dân Việt Nam khi họ đánh bắt cá ngay trong vùng biển của đất nước. Và Trung Quốc thì ngoài ra cũng đã được cài cắm rất nhiều gián điệp với nhiều vỏ bọc khác nhau, từ thương gia cho đến những người học thuật và nhiều cái việc khác nữa, và trà trộn vào tất cả các cơ quan đảng, chính quyền và các bộ máy kinh tế, xã hội Việt Nam để cung cấp thông tin tình báo về Bắc Kinh. Điều này đã được tướng Trương Giang Long của Bộ Công an Việt Nam khẳng định trước đó rất rõ ràng trong bài phát biểu của ông. Và đấy chỉ là một trong những phần nổi của tảng băng chìm mà Trung Quốc đã cài cắm vào Việt Nam gần 70 năm qua, từ khi thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước đây. Và bản thân Trung Quốc đã nhiều lần bất ngờ tấn công Việt Nam, thì như các bạn đã chứng kiến, và giết chết hàng chục nghìn phụ nữ, trẻ em và người già, và cả những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Và trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc vào năm 1979 và tại đảo Gạc Ma vào năm 1988. Và chính vì vậy mà Việt Nam hết sức phải đề phòng, và quân đội nhân dân Việt Nam hết sức tỉnh táo trước những cái âm mưu của Trung Quốc, và những cái đoàn mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với phía Trung Quốc giữa hai đảng để trao đổi cán bộ với nhau, thì đây là một cái tiềm ẩn, một cái nguy cơ rất lớn. Vì Việt Nam chắc chắn thông qua những việc đó sẽ bị tiết lộ rất nhiều những thông tin tình báo mà Trung Quốc nắm bắt được, và họ sẽ dùng những thông tin đó, dùng những con người đó có thể lại hoạt động gián điệp trở lại tại Việt Nam, và Việt Nam sẽ rất bất lợi. Người dân Việt Nam thì đương nhiên là đa số, số đông đã không thiện cảm với nhà cầm quyền Bắc Kinh và luôn đề phòng Trung Quốc. Điều này gần như đã trở thành một phản xạ tự nhiên khi người dân Việt Nam sống ngay cạnh một nước láng giềng lớn và tham lam. Quan chức Việt Nam từ cấp thấp đến cấp cao đã nhiều người dính đến các đại án liên quan đầu tư từ Trung Quốc, không đem lại hiệu quả mà chỉ tàn phá môi trường và gây một gánh nặng nợ đè lên vai của mỗi người dân Việt Nam. Và cụ thể nhất chúng ta có thể thấy là tuyến đường sắt Cát Linh, cũng như dự án Bô Xít Tây Nguyên của Trung Quốc khai thác, và nhiều những dự án khác nữa đã không đem lại hiệu quả kinh tế mà chỉ làm cho người dân mất đất, mất nhà và ô nhiễm môi trường, biến Việt Nam dần dần trở thành những sa mạc và không thể sống nổi. Và Trung Quốc đã bị thế giới lên án và phản đối âm thầm và dữ dội khi họ liên tục
ăn cắp công nghệ, mẫu mã và phát minh sáng chế của thế giới để đem về Trung Quốc sản xuất và bán ra với thị trường với giá rẻ hơn vì họ không mất chi phí nghiên cứu. Và cái kết quả là hiện nay Trung Quốc đang gặp khó khăn rất lớn trong cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như nhiều nước khác đang diễn ra. Ngay cả Đức cũng hạn chế rất nhiều những công ty Trung Quốc sẽ không được phép mua những công ty công nghệ cao hoặc là những công nghệ then chốt của Đức nữa. Và nhiều nước khác cũng đã để ý những hoạt động của tập đoàn Huawei của Trung Quốc khi họ bán những sản phẩm vào cái hệ thống viễn thông của các nước. Mỹ và các nước dân chủ tự do cũng nhìn nhận Trung Quốc là một thế lực độc tài mới nổi ở châu Á. Và điều đó các bạn cũng có thể chứng kiến qua cái việc mà ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ, không có dấu hiệu khoan nhượng trong cuộc chiến với Bắc Kinh. Mặc dù trong thời gian qua chúng ta đã có thấy những thông tin lúc cao lúc thấp đối với những cái hoạt động kinh tế của Mỹ và Trung Quốc. Nhưng dường như ông Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ quyết định tiêu diệt chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc vì nó đã đem lại cái tai hại và đau khổ cho người dân khắp thế giới. Và Việt Nam là một nước nhỏ nằm ở cạnh đó, bên cạnh Trung Quốc, thì đương nhiên với việc mà Việt Nam hợp tác với Mỹ trong thời gian tới thì sẽ tránh được rất nhiều những cái tai hại kèm theo nếu Việt Nam vẫn cứ đi theo con đường chủ nghĩa xã hội và ông Nguyễn Phú Trọng vẫn thường nói. Và tất nhiên một số nước đã gặp phải những cái vấn đề rất khó khăn, đó là khi Trung Quốc vươn bàn tay ra khắp thế giới để thâu tóm tài nguyên, lãnh thổ và con người bằng việc hứa hẹn đầu tư cho vay tiền. Cho nên một số chính phủ các nước đã dính bẫy nợ và phải nhượng địa lại cho Trung Quốc. Và hình ảnh chúng ta có thể thấy rất rõ và là bài học rất dễ vấp phải ở Việt Nam. Đó là việc Sri Lanka nhượng cảng biển chiến lược cho Trung Quốc trong vòng 99 năm vì thiếu nợ. Chính phủ Sri Lanka ngày 29 tháng 7 đã ký thỏa thuận trị giá 1,12 tỷ USD cho phép một tập đoàn nhà nước Trung Quốc khai thác cảng nước sâu Hambantota trong vòng 99 năm. Bất chấp sự phản đối của các đảng đối lập vì lo ngại vấn đề an ninh. Theo Reuters, cơ quan quản lý cảng Sri Lanka đã ký thỏa thuận với tập đoàn nhà nước China Merchant Port Holding của Trung Quốc tại Colombo, Sri Lanka hôm 29 tháng 8. Trong đó, Sri Lanka đồng ý bán 70% cổ phần cảng nước sâu Hambantota vốn nằm ở vị trí chiến lược nhìn ra Ấn Độ Dương cho Trung Quốc. Theo thỏa thuận giữa hai nước, Trung Quốc sẽ phối hợp với SLPA điều hành cảng Hambantota của Sri Lanka trong vòng 99 năm. Số tiền 1,12 tỷ USD từ thỏa thuận trên sẽ được Sri Lanka sử dụng để thanh toán khoản nợ 6 tỷ USD từng vay của Trung Quốc. Và ông nói, chúng tôi cảm ơn Trung Quốc vì đã bố trí nhà đầu tư để giúp chúng tôi thoát nợ. Đấy là Bộ trưởng cảng Sri Lanka Marina đã phát biểu tại buổi lễ ký kết hôm đó. Thì như vậy các bạn thấy rất đau đớn khi một đất nước đã phải nhượng địa lại cho Trung Quốc 99 năm vì thiếu nợ và vì vay Trung Quốc quá nhiều. Và điều đó hiện nay Việt Nam cũng đang phải trả rất nhiều những khoản nợ khi vay Trung Quốc, mặc dù nó không làm ra những hiệu quả kinh tế một cách rõ ràng và chỉ gây ô nhiễm môi trường mà thôi. Và từ hàng nghìn năm nay Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ chủ nghĩa bá quyền, vẫn coi Việt Nam như một nước chư hầu nhỏ phương Nam mà thôi. Giờ đây khi Mỹ, châu Âu mở rộng vòng tay hợp tác giúp Việt Nam thoát ra khỏi vũng lầy của chủ nghĩa cộng sản, điều đã đem đến lại chiến tranh và chết chóc cho hàng triệu người dân Việt Nam, thì Đảng và chính phủ Việt Nam nên nắm lấy cơ hội này để đất nước được tự cường, người dân được hạnh phúc và bảo vệ được lãnh thổ, lãnh hải rộng lớn mà cha ông đã để lại cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức hôm nay thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này rộng rãi cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những cái thông tin mà các bạn quan tâm để chúng tôi sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất và trung thực nhất đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.